Đó, sau khi mà mình sạc này mình cắm vô mình cho lại nó chạy cái bàn ha, nó chạy rất là mạnh luôn nha. Thì cái này cái dòng xả nó rất là cao nha. Xin chào quý vị và các bạn. Thì cũng theo yêu cầu của các bạn là kêu mình là chia sẻ cái cách mà mình làm cái cục sạc cho cái bộ siêu tụ này nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết về cái cục sạc này. Thì cái cục sạc này thì mình làm nó cũng rất là đơn giản các bạn. Thì nó chỉ có một cái mạch tăng áp thôi, là mình điều chỉnh cái dòng điện nó thấp xuống là mình sạc cho siêu tụ được rồi nha. Thì ở đây mình cũng có cái mạch tăng áp này nè. Thì cái mạch này là mình sử dụng ở trong cái cục sạc để mà mình chế cho cái sạc siêu tụ như thế này nha. Thì cái sạc cái mạch này là mình kêu nó là cái mạch tăng áp ha, nó có thể là hoạt động từ điện áp từ 10V đến 35V, và nó cũng thể tăng từ tăng áp nó lên từ 10W lên đến 35W luôn nha. Thì đối với mà mình đem theo xe thì mình nên dùng cái mạch tăng áp ha. Thì khi mà cái xe mình mà nó yếu thì mình phải dùng tăng áp để mà mình tăng lên để mà mình sạc cho cái bộ siêu tụ nha. Nên thì ở đây mình cũng làm cái giắc cắm như thế này nè, nên để mà mình cắm vô cái bộ siêu tụ. Còn cái phần đèn báo này á thì mình lấy cái bóng đèn từ đây, có bóng đèn trên mạch này các bạn, thì mình móc cái bóng đèn này ra thì mình câu dây thêm ra, mình hàn nó mình đưa ra đây mình làm cái đèn báo nha. Nên thì ở bên trong này nó cũng có cái biến trở chỉnh như thế này nha. Thì mình chỉnh nó lên với cái ngưỡng mức là 16.2 ha, là nó bằng với lại cái ngưỡng mức chịu đựng của cái bộ siêu tụ này nha các bạn. Thì ở cái bộ siêu tụ này á, thì mình xài nó là một tụ nó là 2.7, mà 6 tụ thì nó mắc nối tiếp lên thì nó là 16.2 nha. Thì mình chỉnh cái chiếc áp này cái lên là cái mức là 16.2, 16.1 thì cũng đều được nha. Đó, thì mình chỉnh xong rồi là mình cho nó cắm vô là nó sẽ sạc, nó khi mà nó sạc đầy thì nó bằng ngưỡng mức ở trên cái mạch này, thì nó không có gây ra mà tình trạng mà cháy nổ gì đâu, nó không có bị vượt quá cái ngưỡng mức chịu đựng của tụ á. Thì ở trên cái mạch này thì nó cũng có cái hiệu cho mình câu dây, nó rất là dễ các bạn. Đây nè, hai hai cái đầu bên đây là hai cái đầu in nè, đó là của một cái cặp dây này. Còn bên đây là hai cái đầu out, thì out cộng out trừ nó là của cặp dây này. Thì cặp dây này mình sẽ đấu ra cái chân sạc nha. Đó thì mình bây giờ mình cấp điện vô để mình chỉnh cho các bạn xem là cái mạch này nó hoạt động nó có thể là tăng giảm xuống rất là mượt mà nha. Mạch này mình ứng dụng trong nhiều việc lắm các bạn. Nó tại nó là mạch tăng áp mà, thì mình có thể là mình dùng chế nguồn đa năng hay này kia nọ rất là nhiều thứ nha. Đó, thành thử ra là mình thấy cái mạch này nó hợp lý, thành ra là mình dùng cái mạch này mình chế thành cái cục sạc để mình sạc cho siêu tụ mình, để mình mang theo xe cho nó thuận tiện nha. Thì khi mà cái xe của mình mà mình đi ngoài đường mà cái bình của mình nó yếu rồi á, thì mình chỉ có dùng cái mạch tăng áp như thế này á, để mà mình sạc cho nó thì nó mới tăng áp lên, thì nó mới đủ điện nạp vô trong cái siêu tụ, rồi sau đó thì cái siêu tụ này nó mới kích ngược lại vô trong cái bình nha. Bây giờ các bạn nhìn nè, đó giờ hiện tại nó là đang là 12V hay 24V nha các bạn. Đó giờ mình sẽ chỉnh lên để cho các bạn xem là nó có thể là tăng áp lên nha.
Thì cái mạch này mọi người có thể là mua về ứng dụng trong nhiều thứ nha. Đó mọi người thấy không? Nó giờ mình tăng nó lên nè. 26 volt nè. 27 nè. 28 nè. 29 nè. Đó giờ lên 30 nè. Đó thì mọi người có thể là tăng lên hay giảm xuống thì để mình ứng dụng trong nhiều công việc khác. Đó còn ở đây thì mình dùng mình xài cho sạc cho siêu tụ, mình nạp điện cho siêu tụ thì mình chỉnh xuống ở cái mức là 16W 1, 16W 2 nha. Đó thì mình chỉnh cho nó đạt ngưỡng với lại cái bộ siêu tụ là được nha. Nếu mà mọi người chỉnh nó ở nằm tầm khoảng 16W 2, 16W 3 cũng được. Tại vì mình trừ hao cái đường dây nó đi nữa thì nó có thể là nó bị sụt áp nha. Bây giờ mình chỉnh nó ở 16.1 đi, 16.1 đi. Đó, giờ là 16.1 ha. Đó, giờ mình sẽ cắm vô cái bộ siêu tụ này để mình sạc lên cho mọi người xem là nó như thế nào nha. Tại vì cái mạch ở bên trong đây nè, với lại cái mạch ở bên ngoài này á, thì nó là một thôi nha các bạn. Đó thì ở đây mình cho nó ra cái giá cắm như thế này nè. Đó mình cắm vô. Đó, khi mình mang theo xe đó thì mình cần xài đó, mình cắm vô như thế này ha. Mình ra hai hai dây là dây cộng với dây trừ, thì mình kẹp vô dây cộng trừ trên cái bình ắc quy á. Rồi nó sẽ nạp vô cái bộ siêu tụ này nha. Bây giờ để mình cắm điện, mình cắm vô mình sạc để cho mọi người xem coi nó kết quả nó như thế nào nha. Nếu mà các bạn xem video mà thấy có ích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đăng ký bấm bật chuông thông báo lên để khi mình chia sẻ những video mà có hữu ích đó, thì các bạn là người đầu tiên xem nhé. Rồi cái mạch này nha các bạn, nó chỉ áp dụng cho cái bộ siêu tụ như của mình thôi nha các bạn. Còn nhiều người mà xài mà tụ mà 3.000 này cái nọ thì nó không sử dụng trong cái mạch này được nha. Nếu mà mọi người xài tụ lớn thì phải hỏi ở bên chỗ mình mua đó thì sử dụng là những cái mạch sạc như thế nào nha. Mình tham khảo thêm thông tin ở người bán nha. Còn ở đây thì mình dùng cái mạch này để mình sử dụng cho cái loại siêu tụ như thế này thôi nha các bạn. Đó, giờ mình cắm điện vô nè, giờ mình sẽ cho nó sạc thử nè. Đó giờ mọi người thấy không, giờ trên đây là nó không còn điện đâu nha. Đó, giờ mình sẽ bật điện lên cho nó sạc đây. Đó, mình bật điện lên nha các bạn. Đó giờ nó nạp vô nè, mọi người thấy rõ không? Đây nó bị dạ đèn quá, nó không có đủ sáng, nó không có rõ lên nha. Đó lên 12 V mấy nè, 13 V nè, nó sạc vô rất là nhanh nha các bạn. Nó 14 V nè, thì các bạn cho nó sạc đến mà cái nó đạt cái ngưỡng mức là 16 V ha. Nhưng mà nó chưa có đầy đâu nha. Mọi người phải coi cái bên phần ampe này, nó phải tụt cái ampe xuống nha. Khi mà nó sạc đầy á thì cái ampe này nó sẽ giảm dần xuống từ 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 nha. Nói giờ mình để đây cho nó sạc nha. Thông thường mình sạc từ trên cái bình của mình yếu á, mình sạc đến khi mà nó đầy á, là như ở mình sạc ở ngoài xe á, là nó mất khoảng 5 phút là nó sẽ sạc đầy cái bộ siêu tụ này nha. Thì khi mà nó sạc đầy thì nó còn phải cân bằng mấy mấy cái tụ nữa. Còn nếu mà để mà nạp mà ở cái điện mức mà nó đầy á, thì nó sạc trong vòng tích tắc tầm 10 giây là nó đã sạc đầy được cái bộ siêu tụ nha. Tại vì ở cái bộ siêu tụ này nó có mạch cân bằng tụ nữa, thử ra là nó sạc thì nó điện áp nó đầy nhưng mà nó phải cân bằng đủ 6 tụ nó sang bằng
điện bằng nhau hết thì nó mới hoạt động hiệu quả được nha các bạn. Đó, thì giờ mình để đây mình cho nó sạc chút xíu thì nó sẽ đầy, rồi mình sẽ dùng quạt mình test cho các bạn xem. Còn ở đây thì cái dắt này thì mình cho nó ra bình đây các bạn. Thì cái dây này thì mình xài dây AVKG, dây này như là dây 8 hay gì đó, cũng không nhớ rõ nữa. Còn dắt này là mình xài dắt mà XT90 nha. Còn ở bên đây là mình xài XT60. Còn nếu mà mọi người xài cái dắt như thế này thì mọi người mua dắt được dắt cái luôn nha. Thì còn cái dây mà để mà dây sạc ở bên trong này thì mình xài dây là dây 14 nha. Dây cũng tương đối lớn. Thì mình để cho nó sạc ở đây, nó gần đây nha. Nó thì nãy giờ mọi người xem thì nó sạc có chút xíu là nó gần đầy rồi đó. Lúc đầu á là mình tính là không có dùng cái cục sạc này đâu đó, mình tính là dùng pin á, tích hợp vô trong cái bộ siêu tụ này luôn. Rồi sau khi mà mình xài thì mình kích bằng pin lên, nhưng mà khi mà mình gắp pin vô thì mình thấy nó sạc nó không có đủ áp. Mà thế là mình tính cái phương án tiếp theo là mình dùng cái mạch này mình tích hợp vô trong luôn, mình kích lên từ pin mình kích lên thì nó cũng được. Nhưng mà sau một thời gian thì mình cũng phải sạc pin nha. Đó, giờ là nó sạc đầy nè. Đó, người thấy không, cái dòng ampe nó tụt xuống, nó tụt xuống còn có 0.10 mấy nha. Đó. Thì bây giờ là nó đã sạc đầy nè. Như cái này thì mình cắm vô trong xe là mình kích một phát là nó nổ liền. Đó, thì mình tích hợp cả mạch sạc với lại pin đồ vô trong một cái hộp á, thì cái hộp này nó rất là lớn. Đó, nhưng mà dùng pin thì thỉnh thoảng thì mình cũng phải sạc cho nó, mình không sạc thì nó hết. Tới giờ mình cần xài thì nó cũng không còn pin để mà xài ha. Nên ra là mình dùng cái mạch này để mình chế sạc cho nó nha. Đó, mình sạc nãy giờ thì như là mạch nó chỉ ấm ấm chứ nó không có nóng nha. Bây giờ là nó đạt 15.9 là mình tháo ra là nó sẽ tụt xuống một chút nha. Đó là do là nó nuôi cái đồng hồ này nữa, thành thử ra là điện khi mình rút ra thì nó sẽ tụt đi xuống một ít. Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng cái này mình cắm vô để mà test cái quạt luôn nha các bạn. Rồi xem thử ra là nó chạy mạnh cỡ nào nha. Bây giờ mình cắm vô mình cho nó chạy cái quạt thử ra nó cái dòng điều hòa của cái quạt nó chạy cỡ nào ha. Đây là cái quạt ở trong xe Hyundai 10 nha các bạn, bữa mình mới thay cái cụ lốp cho nó nè. Mình cắm điện vô mình cho nó chạy thử. Sau khi mà mình sạc đầy xong rồi giờ mình cắm vô mình cho nó chạy thử nè, coi đi. Đó các bạn thấy không, chạy rất là tiết luôn nha. Thì cái dòng xả trên đây nó xả ra rất là lớn nha. Mà cái quạt này nó là quạt không cửa thang thì nó chịu được những cái dòng xả lớn rất là mạnh nha. Mình cắm vô nó tụt áp nó mạnh ha. Thì mình làm một bộ như thế này đem đi theo xe thì mình xài nó rất là tiện các bạn, để lâu năm này kia nọ mình cũng không có sợ mà cháy nổ hay là nó pin hư gì hết nha. Để mình tháo ra cho nó bớt ồn các bạn. Thì mọi người nên mua một cái mạch tăng áp như thế này ha, rồi mình chế thành một cái cục sạc như thế này thì mình mang theo xe thì nó sẽ gọn hơn ha, nó rất là thuận tiện ha.
đó, thì khi nào cần xài thì mình cứ cắm vô mình sạc lên này mình xài thôi, rất là tiện dụng luôn mà không có sợ mà tình trạng cháy nổ luôn nha. Thì cái video này mình cũng xin kết thúc tại đây nha.